lên chiếc lại hai chiếc luôn rồi. Rồi mình mới tới mà giờ kéo luôn bạn ơi. Mình đây chiếc 70 plus cũng lầy luôn. Bị kéo chiếc thứ hai lên nha các bạn. Quá trời sáng sớm mới vô đây mà thấy gặp lầy rồi các bạn ơi. Lầy không nổi luôn nha. Quá trời dẻo quá. Chiếc máy kéo bên kia luôn các bạn ơi. Quá dữ rồi. Nãy giờ mình đang thấy máy kéo ở sao bên đây cũng lầy luôn, đang chạy lúa nè. Quá trời bên đất rồi. Rồi. Trời, cái máy này nó muốn lầy nữa rồi các bạn ơi. Chiếc máy kéo lầy với hai chiếc máy cắt cũng lầy luôn. Nếu nó cắt thì mới kéo lên nãy. Đang vô kéo biết vô được không nữa nha. Quá trời. Lầy luôn rồi các bạn ơi. Đất này quá dữ rồi. Vô tiếp kéo bên kia mà bây giờ kia lầy một đống đi luôn. Đây là qua đây quay. Thank you.
đi được luôn á. Đứng ở đây luôn rồi các bạn. Bảy mươi lốt thì nó kéo càng chở lúa tập một bên. Ôi giờ này ngập luôn bạn ơi, quá trời rồi. Cái này chẳng mới cắt hơi sáng hay là chuyển qua gì mình cũng hay luôn, bắt cá gì ta. Hay cá rô phi. Rồi chuẩn bị tiếp chạy kéo. Chiếc máy cắt chứ chiếc máy kéo mất lại các bạn. Cái máy kia hồi nãy cũng mới vừa kéo lên nha. Sáng mai lạnh quá cũng miệng luôn các bạn. Quá lạnh. Lô. 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 Ờ phải là lộn số vậy ơi. Ờ không phải đâu. Để ở Kiên Giang. Hả? Lô. Chạy ủi ủi hồi rất tày nữa giờ đấy bạn ơi, quá trời miếng đất này rồi. Chạy cái xác không chạy nổi nữa sao mà tiếp kéo đi. Quá trời. Ở đây thủ sẵn dây xích nè, máy kéo đi luôn. Quá giờ cái máy này sao không lấy lúa ra bớt gì ta. Đất thật thần thánh của em. Đúng tay chân luôn bạn ơi, quá trời lạnh rồi. Không được luôn, không vô kéo được luôn nha các bạn. Quá lầy luôn mà ô. Trời dừng cuộc xích nha các bạn.
chuẩn bị kéo nha mọi người. Ôi, đâu rồi, sao kéo liên tiếp. Vậy chết ta bộ ông lộn mà. Đang có cái lốn mà. Được chưa? Thôi, không phải, người ta đang nổ trên đi rồi, buộc cho nó thẳng dây chứ. Lại tới đây, cái lưng nữa nè. Sao lên. Ta đợi đó.